mời nhóm thí sinh tiếp theo có số báo danh 314 Nguyễn Thị Ngọc Châu và 119 Bùi Thị Thanh Thủy. Chúng ta hãy tính toán và trao đổi với nhau để xem coi là người nào sẽ đứng phía nào cho nó phù hợp. Ok, Duy nghĩ là Châu sẽ làm bên này trước này, tại vì cái váy của Châu đang nghiêng về bên này hơn và em... Bản thân Châu thì Châu nghĩ là ngày hôm nay nhất định mình phải chiến hết mình thôi, bởi vì đây là thử thách cuối cùng của tập cuối cùng rồi thì không còn lý do gì mà mình không phải chiến hết sức nữa. Để lấy em để bẻ cái chân qua bên kia hẳn luôn là ok, đẹp rồi đó, đẹp rồi đó. Đúng rồi đó Châu, Châu có thể ngã qua hoặc là Châu co lên luôn cũng được nữa. Mời Châu đẹp rồi đó. 1, 2, 3. Đó. Thủy, cái tay phải em mới giơ lên xíu được. Cụ chỏ ơi, đúng rồi. Lên cao xíu nữa vạ. Mình nghĩ ở dưới là với hơn kinh nghiệm 10 năm học võ thuật thì chắc nó dễ lắm. Không có sao đâu mà khi mà đứng lên rồi đó thì mới biết cảnh. Hai tay điện vô, hai chân phải gồng lại. Đau lắm mà còn phải đứng tạo dáng nhiều kiểu nữa. Không còn gì để tạ. Đúng rồi. Đẹp. Wow, đẹp quá. Đẹp quá. Các bạn làm rất là giỏi. Mình rất là ấn tượng. Cảm giác như hai bạn tập thể lực rất là tốt, cho nên bước vào cái vòng đó là hai bạn làm rất là nhẹ nhàng và làm rất là nhanh. Bên cạnh đó lại còn có những cái pose dáng rất là đẹp. Đổi bên đi em ơi, đổi bên đi. Đổi bên đi. Đổi bên, đổi bên, đổi bên. Cho em cái thang vô đi anh. Hai bạn ơi, thay lời nhà tài trợ muốn nói đó chính là mạnh mẽ, không còn quá gợi cảm. Mạnh mẽ. Cái tay của mình nó rất là đau vì cái thử thách cuối cùng rồi, bắt buộc tụi mình phải quên đi cái nỗi đau đó mà tiếp tục chiến đấu và tiếp tục để mà tạo ra được những cái sản phẩm thật là tốt lần này. Chị Thủy ơi, chị không cần đẩy cho Thủy đâu, em đẩy Châu thôi. Sự Thanh Thủy là một cá nhân làm cho mình cảm thấy rất là bất ngờ, tại vì Thủy là một người hoàn toàn mới trong lĩnh vực này. Tuy nhiên những cái phần thể hiện của Thủy, những cái góc mặt của Thủy đưa ra rất là đẹp và những cái bôi dáng của Thủy không hề đơn giản một chút xíu nào hết. Đúng rồi, Thủy đang đẹp á, chống chống thẳng cái tay kia luôn, thẳng cái tay kia luôn, thẳng tay trái luôn. Đúng rồi, có hình mô Thủy ơi, vào vào cho thí sinh mỏi lắm em, nhanh nhanh lên làm liên tục nào, làm thêm được vài dáng nữa đi. Mình nghỉ xíu, em đẩy mạnh chân xuống, đẩy mạnh chân xuống. Ok, ok, hai tay vậy cũng được, không sao. Ngày hôm nay là một ngày mà Thủy vô cùng cảm thấy cảm động. Cảm động lắm. Và hai vị huấn luyện viên rất là hết mình để giúp đỡ cho các thí sinh có phần thi hoàn thành một cách tốt nhất. 1, 2, 3. Đó, Châu vô đẹp quá nè. Đúng rồi. Được chưa? 1, 2, 3. Đi bộ trên một cái mặt phẳng nó đã rất là khó rồi. Đây là các bạn đứng trên một cái thử thách đốt calorie trên không thì cực kỳ khó luôn. Cho thang đi anh, cho thang. Xuống, xuống đi. Hồi nãy giờ anh thấy hai lần mà các em thay nhau để chụp rất là cực rồi. Và ngay cả em luôn vẫn đã phải đổ ra mồ hôi rất là nhiều và tạo được cái strong cho cái hai cái bộ váy nó liên kết với nhau. Và hai em cũng rất là tương tác với nhau. Anh rất là cảm ơn hai em. Thật sự có một cái lời khen rất là nhiều cho Thủy. Mặc dù là một cái gương mặt rất là mới, với cái góc độ là một cái người đến từ Diamond Fitness, anh cảm thấy rằng là Thủy đã tạo ra một cái năng lượng rất là tích cực cho anh. Bởi vì em đã cố gắng rất nhiều. Cái lúc mà em mệt, anh thấy em sắp buông tay, nhưng mà em vẫn cố gắng, vẫn leo tiếp. Thì anh rất là hoan nghênh cái tinh thần đó. Nhà tài trợ ơi, đó có phải tinh thần mạnh mẽ không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Chúc mừng các em thực sự mạnh mẽ, cá tính và bản lĩnh để chinh phục thử thách này. Và các em cho chúng tôi được một màn trình diễn thực sự, chứ không phải là một cái màn thi nữa. Cảm ơn các em rất là nhiều. Yeah, tụi mình rất là sướng luôn. Bởi vì hai chị em lúc nào cũng động viên nhau là cố lên, cố lên, cố lên, lần này chúng mình phải làm thật là tốt. Tháng 6 này, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022, cuộc thi nhan sắc hàng đầu Việt Nam tự hào lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Những chiến binh xuất sắc nhất chính thức lộ diện, họ đã sẵn sàng mang bản lĩnh Việt Nam để tỏa sáng trong đêm bán kết ngày 21 tháng 6 2022 trên kênh VTV9 và đêm chung kết ngày 25 tháng 6 2022 trên kênh VTV3, nơi vương miện Vina của mình sẽ tìm thấy chủ nhân đặt vé ngay hôm nay.